con làm gì vậy Lu? Con muốn tự sát. Sao lại muốn tự sát? Ê, năm nay làm ăn khó khăn, thua lỗ dữ quá, chỉ muốn chết đi cho xong. Lu à, có chuyện gì từ từ nói con. Thôi ba đừng có cản con, để cho con chết luôn đi. Ủa mà mày chết cái kiểu gì kỳ Lu? Có gì đâu kỳ, chết kiểu này là phải rồi. Thật sự chưa hiểu, giải thích cho tôi nghe thử coi Lu. Giải thích nữa hả? Chết mà cũng không yên nữa. Lúc nãy tính chạy ra ngoài đường cho xe tông chết luôn, nhưng sợ máu mày ha, ốc ác văng tùm lum trên phố, mất thẩm mỹ nên thôi. Có gì nữa? Chạy tới mấy quán thịt chó, tự nguyện biến thành gầy cho người ta ăn, nhưng sợ mấy quán đó làm không ngon, cho nên suy nghĩ lại. Được rồi, đủ đói nữa. Có hay không có? Có. Rồi gì nữa? Tôi chạy lên cầu Sài Gòn, tính nhảy xong, mà nghĩ lại tôi biết bơi, cho nên không có nhảy. Có vậy luôn hả? Ừ. Rồi sao nữa? Tính treo cổ tự vẫn, nhưng sợ để lâu bị bốc mùi, làm phiền hàng xóm xung quanh, cho nên thôi. Mày làm tao bối rối quá luôn rồi. Ủa còn gì nữa không? Nãy tính rủ con mẹ rê quýnh lộn, quýnh cho chết luôn. Nhưng mà thấy cái tướng của nó bự quá, thấy không ổn cho nên thôi. Được rồi, tao thấy mày không chết được đâu luôn rồi. Tôi muốn chết. Sao vậy?